Thứ ba là về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan có liên quan trong việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác cán bộ, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 2 về kiện toàn một bước cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước thời gian qua. Cách chuẩn bị lần này bài bản, chặt chẽ, thận trọng, theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao. Đồng thời, Trung ương cũng nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Ban chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời cũng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, và thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Thưa các đồng chí, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 của chúng ta đã thành công, có thể nói là rất tốt đẹp. Những nội dung được Trung ương đưa ra xem xét quyết định tại hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, coi đây là một bước cụ thể hóa và kịp thời những nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng. Tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của hội nghị Trung ương lần này sẽ tiếp tục góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mỗi đồng chí ủy viên Trung ương cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và đặc biệt là nghị quyết hội nghị Trung ương lần này. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân và đất nước. Hy vọng sau hội nghị này, chúng ta sẽ có một bước chuyển biến mới, tiến bộ hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.